Các bạn ơi, hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Bà xã và mấy đứa con tổ chức sinh nhật cho mình đó các bạn. Có chỗ rồi, may mắn quá. Bây giờ là mới có 5 giờ chiều các bạn. 5 giờ chiều thôi. Dạ, thì mình đặt chỗ trước rồi. Đây là cái nhà hàng, chủ yếu nhà hàng nó gọi là E. Hello, Hiệp xin chào các bạn. Hiệp đang ngồi tại nhà hàng. Hôm nay là bà xã Hiệp với hai đứa nhỏ tổ chức sinh nhật cho Hiệp trong cái nhà hàng Egon tại nơi cái thị xã Hiệp đang ở đây. Thì sinh nhật Hiệp cách đây 2 ngày rồi. Thì Hiệp cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của tất cả các anh chị như là các bạn bè phụ nữ ở trên mạng xã hội, trên Facebook cũng như ở ngoài đời. Cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn rất nhiều. Thật ra cái sinh nhật năm nay là cái sinh nhật rất là đặc biệt cho Hiệp. Thứ nhất đó là Nao Hiệp là trên thế giới đã trải qua 2 năm cái dịch cúm Vũ Hán. Nó làm cho người dân trên khắp thế giới, từ châu Á cho đến châu Âu, châu Mỹ, hầu như là nước nào người dân cũng bị điêu đứng hết, bởi vì cái tình trạng là không đi đâu được, và kể cả đi ra ngoài nhà hàng ăn uống với mọi người cũng không được thoải mái như trước nữa các bạn. Thành ra cái sự tổ chức sinh nhật trong ngày hôm nay cho Hiệp trong năm nay thì nó có một cái đặc biệt là nhằm cái lúc mà Na Uy cũng bắt đầu vấn đề giãn cách xã hội bắt đầu được mở cửa trở lại rồi, thì mọi người dân bắt đầu họ bắt đầu đi ra đường rồi, quý anh chị bắt đầu họ đi ra sinh hoạt trở lại bình thường rồi, bởi vì hiện cho tới giờ này thì Na Uy chắc cũng khoảng cỡ sắp xỉ cũng gần 3 triệu người là chích ngừa rồi các bạn. Thành ra mọi cái sinh hoạt trở lại bình thường, thành ra bây giờ nhà hàng rồi ăn tất cả các ba rượu này là mở cửa trở lại rồi, thành ra rất là vui. Thành ra năm nay phải nói là nó khác mọi năm, được có dịp ngồi ăn với bà xã với hai đứa con, nó có một cái gì đó nó trong cái mình, trong cái ngày sinh nhật của mình, mặc dù nó đã qua 2 ngày rồi, nhưng mà thường thường cái cuộc sống của người Việt ở tại Na Uy thì chắc quý khách anh chị vậy, mình thường chọn cái dịp cuối tuần mình. Thứ nhất là nó thoải mái, hôm nay là cái buổi chiều thứ 6 đi làm về nữa, thì nó thật sự là một cái buổi chiều nó thoải mái. Thường thường cái ngày thứ 6 là cái ngày mà người dân châu Âu, đặc biệt là công nhân đi làm cảm thấy thoải mái, nó giống như là sau một tuần làm việc rồi, cái ngày thứ 6 là cái ngày cuối tuần đó. Thật ra hôm nay là cái ngày vậy đó, là nó vui cả hai cái. Thứ nhất là được trở lại cái sinh hoạt bình thường, được đi ăn uống với trong gia đình, được đi ra ngoài nhà hàng, và thứ hai nữa là mình khỏi phải nấu ăn ở nhà các bạn. Thì thường ở đây người Việt mình nó thường sinh nhật thì thường đặc biệt trong cái mùa này thì rất là hạn chế để mời khách khứa cũng như là người thân tới nhà, bởi vì mặc dù cái dịch nó cũng giảm rồi, nhưng mà cái luật quy định thì trong gia đình cũng không được quá, tùy theo thị xã có nơi thì không được quá 10 người, không được quá 15-20 người thôi. Bác đi chia sẻ với bạn xem hôm nay ăn gì nhé các bạn. Chào các bạn. Rồi, cảm ơn em nha. Hôm nay bà xã tổ chức sinh nhật cho mình đó các bạn. Cảm ơn rất nhiều. Em nhìn cái nút này là nó rồi. Các bạn biết không? Cái vui của một người chồng hay vợ trong gia đình mà khi mình tổ chức gì mà con cái nó dành thời gian cho mình á. Bởi vì tuổi trẻ ở tại nơi ấy thì mình muốn tổ chức hay là mình muốn có một cái ngày gì trong gia đình đó là mình phải báo trước cho từ nhỏ, để từ nhỏ nó biết cái sắp xếp đó các bạn, chứ không phải là đợi mình gần tới nơi nó đi sinh nhật là không có được. Thành ra phải báo trước cho từ nhỏ trước để mà tụi sắp xếp thời gian. Thành ra rất là vui hôm nay được hai đứa con đi cùng dự sinh nhật với ba, rất là vui, bởi vì mình sắp xếp thời gian cho ba đó. Không, nó nằm trong cái trẻ. Con cứ bỏ bút thôi.
nó nói đâu có cần gì trong đó đâu, con bỏ cái chén xong. Tôi nghĩ rằng mình đứng dậy là mình phải mang mâm binh, mâm binh đúng không? Vì cái luật nó là như vậy. Nhưng mà cái luật của cái giấc xem của mình là được mời bao nhiêu người rồi, vào nhà rồi? Không, bây giờ mình đi lễ được vô rồi. Nhưng mà mời ở nhà thì vẫn 10 người, người hay là 20 người ta? Nó mình, cho mình chưa còn, theo dõi. Nó cũng 10 người à. Ừ. Mời trong gia đình nó 10 người thôi. Thật sự thì từ ngày đi nhà thờ thì cũng đâu khoảng có chừng 2 tháng này thì giáo dân phải ngồi ngoài xe. Ngồi ngoài xe không được vào nhà thờ, rồi cha đứng trên cái máy hiên nhà thờ để cho làm lễ. Nhưng mà chừng này thì bắt đầu những cái sàn nó được cởi bỏ rồi, thành ra bây giờ giáo dân bắt đầu trở lại nhà thờ đi lễ rồi. Nhà nó cho 30 người. Có 30 người trong nhà thờ đó hả? Ồ, em register đó, em thấy có 30 người plus à. Ừ. Em nghĩ là chắc mình phải... Nhưng đi đổi án chứ chừng không? Ồ, nó có chia sẻ đi không? Như là sẽ đặt cái món gì cho mình đi? Đây nè. Bên này có ốc sơ phi lê. Là ăn rau cốt gì mình chọn được, sau có gà nhỉ? Một cái menu ha, một menu là hai người. Nhiều lắm, nó có mấy loại thịt luôn á. Hai đứa con cũng ăn một menu này. Nó có gà nữa, rồi nó có sườn nữa. Nhìn hấp dẫn ha. Mình có ăn rồi á. Hy vọng nó ngon. Nhưng mà nói chung nhà hàng này thấy dễ ăn chứ. Thức ăn dễ ăn với lại... cái giá nó cũng phải chăng mà dễ ăn, với lại nó thuận tiện nữa. Thức ăn tới rồi các bạn, thì coi cái món gì ha. Hôm nay ở xã đã những cái món gì ha. Hỏi nó cái nào ngon nhất à? Vì cái nó sẽ là sao kì mango piano, yeah, then there are mango piano, they are nails, that's mango piano, also đàn ông sáng, đi chú, 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 đi bây giờ mình xem bà xã cho mình đặt cái món này, món gì đây? Cái này là cái này thịt heo, sườn heo ha, sườn heo với lại một miếng sườn heo, còn cái này là hành ta chiên bột á, bắp. Rồi, thịt gà. Rồi, cái đó là nó có mấy cái chén nước sau. Đậu phụng nó mango. Đây thì đậu phụng nó mango. Khoai tây đây là bên kia là bên này là khoai lang đúng không? Dạ. Cái này sweet potato, cái này cũng khoai tây, cái này ngọt hơn. Ok, thôi thì má đi mời con ăn. Mình ăn. Cảm ơn em, cảm ơn mấy con ha. Mời các bạn nha. Cần đưa tiền rồi sẽ hai đứa tiền. Là 600. Là 600. That's it. Yeah. Nên là nhẹ thôi, là chắc là mẹ nó chắc.
Phan ăn ngoài nhà hàng nó ngon ở nhà ta. Lấy cái xem này đi, mình nhâm lên, đến tới đi nhớ. Cho mấy thịt bò ngon quá em à. Thịt bò thịt bò mềm mà ướp rất là mặn mà. Bà xã mình rất thích ăn. Dạ. Bà xã mình rất thích ăn cái khoai tây khoai lang.